Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng mở Kinh Thánh Giăng chương 10 câu 10. Giăng chương 10 câu 10. Rồi mọi người có hết chưa? Bây giờ chúng ta đồng thanh đọc nha. Chúng ta bắt đầu đọc nè. 1, 2, 3. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Chúng ta đọc lại một lần nữa nè. 1, 2, 3. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Còn ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Amen. Cảm ơn Chúa. Một câu Kinh Thánh rất quen thuộc đối với tất cả chúng ta. Và hôm nay tôi muốn dùng những lời này để nhắc nhở tất cả chúng ta về những điều rất là quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta, và khích lệ tất cả anh chị em chúng ta cùng nhau tiến lên ở trong Chúa. Và chúng ta sẽ thấy rằng mỗi một ngày mà chúng ta bước đi bên Chúa, mỗi một ngày mà chúng ta bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa là một ngày thật là tốt lành. Amen không chị em? Cảm ơn Chúa. Trước hết, Kinh Thánh nói về một kẻ, đó là kẻ trộm. Anh chị em nghĩ kẻ trộm này là ai vậy? Satan. Chính xác. Kẻ trộm này chính là Satan. Ở trong các bản Kinh Thánh tiếng Anh á, thì có cái mạo từ the ở đầu, the thief, cái tên ăn trộm, kẻ trộm. Và khi mà người ta dùng mạo từ the có nghĩa là xác định đó là ai. À, như vậy thì cái kẻ trộm đây, Chúa Giêsu đang hàm ý, đang ám chỉ chính Satan. Và với những cái gì mà nó làm sau này thì chúng ta càng khẳng định là đó là Satan thôi. Chỉ có Satan mới làm điều đó. Satan, hoặc là chúng ta nói về cái thế giới ma quỷ nói chung, kẻ trộm chỉ đến, chúng ta để ý từng lời trong Kinh Thánh, kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Nó hơi bộ ngộ ở đây một chỗ là tại sao một cái thằng ăn trộm mà lại cướp, giết và hủy diệt? Thường thì những người ăn trộm họ đến để làm gì? Họ tham viếng nhà chúng ta để làm gì? Cái mục đích của họ là để họ ăn cắp tài sản đúng không? Họ ăn trộm tài sản. Thường nói ăn trộm á thì nó có mang tính công khai không? Lộ liễu không? Hay là nó mang tính là lén lút? Nó là phải lén lút đúng không? Tại sao nó lén lút? Nó sợ bị bắt. Vậy thì anh chị em thấy cái tên trộm này có đặc biệt không? Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Nó có vẻ dữ dằn à? Nó đẳng cấp. Bà xã tôi nói nó đẳng cấp. Đúng rồi, nó là đẳng cấp số 1. Nó là trộm của những tên trộm, cướp của những tên cướp, và là tên sát nhân của những tên sát nhân. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Chúng ta nói là chỉ đến. Nó chẳng có cái gì tốt lành cả. Cái công việc duy nhất của nó là cướp, giết và hủy diệt. Công việc duy nhất của nó là làm tổn hại ai đó trên đất này. Công việc duy nhất của nó là làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ đi. Một tên ăn trộm, nhưng nó lại sẵn sàng cướp của chúng ta, giết và hủy diệt. Cái từ hủy diệt á, đó là một cái từ nó mạnh hơn những cái từ trước đó. Khi mà mình nói giết thì có thể là mình nghĩ à, người này giết người kia, nhưng khi mà nói hủy diệt thì nó khủng khiếp lắm, giống như kiểu là nó làm cho triệt khỏi mặt đất luôn, hoặc là một cái vụ giết người hàng loạt như vậy, kiểu như là diệt chủng, cái kiểu là như vậy. Chúng ta thấy rằng Satan nói riêng hay là lũ quỷ nói chung, chúng nó rất là nguy hiểm. Và đừng có ai mà có một cái giây phút nào đó chúng ta nghĩ rằng à, có lẽ Satan nó không đến nỗi nào, lũ quỷ không có đến nỗi nào đâu, nó có làm một số việc xấu, nhưng mà không phải tất cả mọi việc đều là xấu. Chúng ta cần phải tin trí như thế này: Satan, ma quỷ chỉ làm những việc xấu. Tất cả những việc xấu mà chúng ta từng biết trên cuộc đời này, chúng nó luôn làm những việc đó và làm nhiều hơn những gì chúng ta biết được. Để từ đó chúng ta có một cái sự cảnh giác
đối với ma quỷ, chúng ta có một cảnh giác đối với thế giới tối tăm. Và từ đó chúng ta cần có một cái lòng căm ghét đối với ma quỷ, đối với thế giới tối tăm. Tôi không biết có ai đã nói với anh chị như vậy chưa. Tôi vẫn thường hay dạy về tình yêu thương. Nhưng đối với ma quỷ, đối với Satan, đối với các tà linh, ác linh, uế linh, đối với thế giới tối tăm, thì tôi dạy anh chị em là hãy có lòng căm ghét. Bởi vì chính lũ quỷ đó là những kẻ làm hại cuộc đời của chúng ta, làm hại cuộc đời của cha chúng ta, mẹ chúng ta, anh chị em chúng ta, vợ hoặc chồng chúng ta, con cái chúng ta và những người xung quanh chúng ta. Chúng nó tối ngày cứ bày ra những cái âm mưu gian ác và thực hiện những hành động gian ác. Chúng nó hủy hoại từng đời sống một và làm cho xã hội càng ngày càng băng hoại. Cho nên chúng ta hãy căm ghét ma quỷ. Chúng ta yêu thương tất cả mọi người xung quanh chúng ta, nhưng mà chúng ta căm ghét thế giới ma quỷ, thế giới vô hình mà nó đứng đằng sau để nó lèo lái, để nó kích động, nó thúc đẩy con người ta làm những việc ác đó. Chúng ta cần phải căm ghét nó. Bởi vì chúng ta căm ghét nó, chúng ta sẽ có một cái thái độ rất là dứt khoát. Chúng ta không thể nào lập lờ, chúng ta không thể nào hững hờ được. Chẳng hạn khi chúng ta đối diện với những cái sự tấn công của bệnh tật ốm đau, chúng ta không thể nào mà chấp nhận cái điều đó. Từng ngày một, thậm chí từng giờ, từng phút một, chúng ta khao khát sự chữa lành, là chúng ta nhân danh Jesus để công bố bẻ gãy những quyền lực của bệnh tật trong cơ thể của chúng ta. Và đó là cách mà chúng ta có thể kinh nghiệm sự chữa lành tốt hơn người khác. Amen con chị em. Cho nên ngoài việc học yêu thương nhau, yêu Chúa, kính sợ Chúa, hãy học căm ghét ma quỷ. Đó là điều mà tôi nói, mà tôi tin rằng đó là một điều đúng. Và khi mà tôi càng căm ghét ma quỷ thì tôi thấy rằng cái tấm lòng của tôi dành cho những người xung quanh càng ngày càng được mở rộng ra. Vì sao tôi căm ghét ma quỷ? Bởi vì tôi yêu mến mọi người. Tôi không muốn mọi người tiếp tục bị ma quỷ cướp giết và hủy diệt nữa. Nhưng mà tôi muốn nhìn thấy mọi người sẽ vượt qua khỏi những cái tác động ảnh hưởng tồi tệ của ma quỷ, để có một cuộc đời tự do, để kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa và kinh nghiệm phước hạnh của Chúa đến với đời sống của mình. Các đồn chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Nó cướp cái gì? Nó giết ai? Nó hủy diệt ai? Nó hủy diệt điều gì ở trong đời sống của chúng ta? Chúng ta hãy bắt đầu đi vào thực tế. Chúng ta hãy bắt đầu suy nghĩ. Kẻ trộm đến và cướp mất sự bình an ở trong lòng của chúng ta. Nó gieo rắc sự bất an, nó gieo rắc sự lo lắng, nó gieo rắc sự sợ hãi. Satan đến và nó cướp mất đi những hạt giống tình yêu trong lòng của chúng ta, và nó làm cho chúng ta bắt đầu cay đắng nhau, chúng ta căm ghét nhau. Kể cả vợ chồng mà có nhiều người cứ ngày này qua tháng nọ sống với nhau trong sự cay đắng và thậm chí căm ghét nhau, không thể nói chuyện với nhau cách hòa bình được, buồn lắm thay. Và kể cả một số gia đình Cơ Đốc cũng phải đối diện với cái điều này. Nếu mà những người bên ngoài họ không có Chúa, họ như vậy là chuyện bình thường thôi. Nhưng tôi thật sự đau lòng khi chứng kiến gia đình của một số anh chị em, chúng ta đối xử với nhau nó thiếu tình yêu thương một cách trầm trọng, thiếu sự quan tâm một cách trầm trọng. Là vợ, là chồng mà chúng ta nói chuyện với nhau giống như là những cái người mà rất là đối nghịch với nhau, giống kiểu mà ngoài đời người ta nói là như chó với mèo. Thật sự tôi rất buồn mỗi khi có một người vợ nào đến và nói xấu với tôi về người chồng. Và tôi rất là buồn khi thấy người chồng nào đó đến và nói xấu với tôi về người vợ. Nếu chúng ta đến để nhờ một sự cầu nguyện và chúng ta trình bày vấn đề thì đó là câu chuyện khác. Nhưng nếu mỗi một lần chúng ta gặp mục sư hay ai đó mà chúng ta bắt đầu than phiền, nói những cái điều tiêu cực, những điều không tốt đẹp về người chồng, người vợ chúng ta, thì đó lại là một câu chuyện khác nữa. Và điều đó chứng tỏ là Satan, cái kẻ trộm này, cái lũ quỷ khốn kiếp đó, nó cướp mất đi cái tình yêu mà đáng lẽ ra chúng ta có và chúng ta đối xử với nhau trong mối quan hệ vợ chồng. Lẽ ra những người xung quanh chúng ta nghe được những lời ân hậu mà vợ chồng chúng ta nói với nhau, và điều đó sẽ đem đến sự khích lệ cho chính họ. Anh chị hãy thử nghĩ một điều. Bây giờ nếu như có những người mà họ đang chuẩn bị bước vào trong hôn nhân, họ đang tràn đầy hy vọng, họ tin rằng hôn nhân sẽ đem đến cho họ phước hạnh, nhưng mà rồi họ nhìn thấy những cái cặp mà đang ở trong hôn nhân, có thể đó là cha mẹ của họ, có thể đó là anh chị của họ, đó là tín hữu nào đó trong hội thánh, và họ thấy những cặp hôn nhân đó đối xử với nhau cách tồi tệ, cắn đắng nhau, nói chuyện với nhau như kẻ thù, thì anh chị em nghĩ nó có ảnh hưởng gì đến họ? Tôi nghĩ ít nhiều nó có ảnh hưởng.
Và thậm chí có những người sẽ bị lừa dối, họ nghĩ chắc có lẽ mình không nên bước vào hôn nhân nữa. Bởi vì nếu mình bước vào hôn nhân thì rủi mà rủi mà cũng giống như ông bà đó, giống như cha mẹ mình, giống như anh chị của mình, hay là giống như cái người tín hữu nào đó trong hội thánh mình, thì cái cuộc đời nó thật là tồi tệ, nó giống như cái địa ngục giữa trần gian, hay là thôi mình đừng bước vào hôn nhân nữa. Tôi đã nghe những người trẻ, có một số người trẻ họ nói không muốn kết hôn. Và từ cái suy nghĩ là không muốn kết hôn, không muốn bước vào hôn nhân đó, thì nó lại đẻ thêm những cái tư tưởng băng hoại khác. Thôi thì mình đừng có kết hôn, mình đừng có đám cưới gì với nhau hết, mình cứ sống thử với nhau thôi. Vậy đi cho đỡ ràng buộc, đúng không? Để không có cái ngày mà phải kéo nhau ra tòa để ly hôn. Vậy đi, mình cứ sống với nhau, mình cứ ăn ngủ với nhau, rồi khi nào mình cảm thấy không hợp nữa thì mình nói có lẽ là chúng ta không hợp, chúng ta nên chia tay nhau. Ma quỷ nó rất là tinh răng, rất là xảo quyệt, nó có rất là nhiều cách để nó làm cuộc đời của chúng ta càng ngày càng trở nên băng hoại. Và khi cuộc đời chúng ta càng ngày càng trở nên băng hoại thì cuộc đời của chúng ta sẽ càng ngày càng trở nên khốn khổ. Không có một con người nào sống trong sự băng hoại mà họ được phước hạnh cả. Chỉ có những con người thoát ra khỏi sự băng hoại đó, sống bước đi trong đường lối công chính của Chúa, thì mới có thể kinh nghiệm phước hạnh thật sự trong đời sống của mình. Amen. Con chị em này, đừng có ai ngồi dưới và nghĩ rằng tôi đang bám vào người đó. Có rất là nhiều người học biết mà không nghĩ vậy. Xin lỗi là khi tôi giảng tôi không nghĩ đến một cá nhân nào cả, tôi chỉ nhìn vào trong thực trạng mà tôi giảng để giúp cho dân sự của Chúa có thể thay đổi cái thực trạng của chính mình. Và ai nhìn vào đó, tự soi vào đó, thấy mình vướng chỗ nào thì sửa chỗ đó. Tôi không có thù cá nhân. Cho nên mong anh chị em hiểu một sự của mình. Anh chị em ơi, ma quỷ nó đến để nó cướp đi những cái điều rất là quý báu trong cuộc đời của chúng ta. Nó cướp đi sức khỏe của chúng ta. Lẽ ra chúng ta có thể sống khỏe mạnh, lẽ ra chúng ta không nằm liệt giường, lẽ ra chúng ta sẽ có những bước đi thật là mạnh mẽ, thậm chí chúng ta có thể chạy như một vận động viên điền kinh, lẽ ra chúng ta có thể đi được thật nhiều nơi để làm công việc của Chúa. Chúng ta có thể làm được rất nhiều điều, nhưng mà có nhiều lần ma quỷ nó đã đến với những cuộc đời khác nhau và nó cướp đi cái sức khỏe của chúng ta, đó là nó gieo rắc bệnh tật vào trong cơ thể của chúng ta, hoặc là nó lừa dối chúng ta để được cái tư tưởng của chúng ta nó không quân bình, nó không hợp lý. Và từ cái sự không quân bình, không hợp lý đó mà sức khỏe của chúng ta bị ảnh hưởng bởi vì bệnh tật nó đến. Có những người nguy hiểm đến tính mạng, có những người thì bị ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của mình, bị thiệt hại rất là nhiều. Ma quỷ nó rất muốn cướp đi cái sức khỏe mà Chúa ban cho chúng ta. Nó cướp cái gì nữa? Nó cướp đi nhân cách tốt đẹp của con người. Có những người đã từng có những biểu hiện nhân cách tốt đẹp, nhưng rồi một ngày nào đó người ta không còn nhìn thấy những biểu hiện đó trong con người đó nữa. Bởi vì sao? Bởi vì ma quỷ nó đã cướp đi cái điều đó rồi. Nó làm cho con người đó thay đổi, nhưng mà thay đổi theo một hướng tiêu cực. Cho nên nếu anh chị em để ý, anh chị em sẽ thấy khi một sư giảng hoặc một sư cầu nguyện cho anh chị em về cái sự thay đổi, thì một sư luôn luôn kèm theo cái từ tích cực. Bởi vì thay đổi thì có hai loại: thay đổi tích cực và thay đổi tiêu cực. Sẽ thật là vui nếu như có ai đó từ một con người tiêu cực mà thay đổi trở nên tích cực. Mà cũng sẽ thật là buồn nếu như có ai đó thấy đang tích cực mà trở nên tiêu cực. Chỉ có Chúa mới làm cho chúng ta từ những con người tiêu cực mà trở nên tích cực. Amen con chị em. Chỉ có lời Chúa mới làm cho con người của chúng ta từ tiêu cực trở nên tích cực. Còn ma quỷ, con khải đỏ này, nó làm ngược lại. Nó căm ghét sự tích cực ở trong con người của chúng ta, nó căm ghét những vẻ đẹp trong con người của chúng ta, và nó muốn làm cho những điều đó sẽ không còn nữa. Nó muốn cướp đi, nó muốn hủy hoại điều đó. Kể cả cái sắc đẹp mà Chúa ban cho một người nào đó mà ma quỷ nó cũng ghen ghét. Anh chị em có tin điều đó không? Tôi không thể tôi suy nghĩ, tôi diễn ra đâu nha. Tôi đã thật sự gặp một người, tôi đã từng nói trong một cái bài giảng nào đó mà tôi nhắc lại. Tôi đã từng gặp một cái cô, một cái người phụ nữ mà trước đây đã từng là hoa khôi của tỉnh Trà Vinh.
rất là đẹp. Cái giây phút mà tôi gặp thì tôi đã không nghĩ rằng người đó đã từng rất đẹp. Cái người đó cực kỳ xấu, tàn tạ, mặt mày tối om, bởi vì đang bị ma quỷ khống chế. Cho đến khi mà cái người chồng đưa cho tôi xem cái hình của cô đó ngày xưa khi còn là hoa khôi, thì tôi không thể tin vào mắt mình được. Tôi nhìn cái hình, tôi nhìn con người đó, rồi tôi nhìn cái hình, rồi tôi nhìn cái con người đó. Tôi nói, sao con người này có thể là con người này được? Nhưng mà người chồng khẳng định, một sư ơi, đó là vợ của tôi ngày xưa. Và anh chị em biết là trong lúc chúng tôi giải cứu cho người phụ nữ đó thì có một linh, nó nói, tao căm ghét cái vẻ đẹp của nó, tao căm ghét cái sự trong sáng hay thơ của nó, và tao đã hủy hoại điều đó. Và đúng, nó hủy hoại. Từ một cái người con gái đẹp đẽ ngây thơ trong sáng, nó làm cho cái con người đó tàn tạ như vậy và trở nên đầy sự ô uế ở trong tâm hồn của mình, đầy sự căm hận. Ngày xưa là một trinh nữ bị lừa vào trong khách sạn, bị lừa là bị lừa bởi chính bản thân của mình. Cái cô này bị bạn gái thân lừa vì tiền mà cô ta đã bán đứng bạn gái của mình. Cuối cùng là chút thuốc mê ngủ để rồi một cái thằng sở khanh nó đã làm cái chuyện đồi bại đối với cái cô gái mà tôi nói nãy giờ ở trong khách sạn. Khi tỉnh ra biết được câu chuyện, người đó trở nên căm hận. Và sau đó một thời gian thì trở thành một gái mại dâm. Bởi vì cô ta nghĩ rằng mình không còn trinh tiết nữa, cuộc đời mình không còn gì nữa. Và khi mà một người cay đắng căm hận thì vì nó đang mở một cái cánh cửa rất là lớn cho ma quỷ. Và thế là những cái tà linh ác linh nó vào, và một trong những linh đầu tiên bước vào là linh tà dâm. Để ý cái điều này, có rất nhiều người phụ nữ khi mà bị hãm hiếp sau cái sự kiện đó thì họ trở nên những người tà dâm. Họ bắt đầu coi thường cái phẩm hạnh của phụ nữ và họ rất là dễ lên giường với người khác. Và thậm chí có nhiều người đã làm nghề gái mại dâm. Ở trong cái cuộc giải cứu tôi đã gặp nhiều người phụ nữ như vậy. Nếu có ai đó giữa vòng anh chị em là những người mà gặp những cái sự kiện đau thương tương tự và lòng chúng ta đầy sự cay đắng hận thù và đã vô tình mở cánh cửa ra cho ma quỷ, thì hãy nghe lời mục sư, hãy đóng cánh cửa lại bằng cách là chúng ta nhân danh Chúa Giêsu Christ, chúng ta công bố khước từ tất cả những sự cay đắng thù hận trong lòng chúng ta, công bố khước từ và hãy vâng lời Chúa, hãy tha thứ, công bố sự tha thứ cho những kẻ đã làm hại mình. Đặc biệt những người mà bị hãm hiếp, khó để họ mở miệng ra để nói lời tha thứ lắm. Thật sự là như vậy. Tôi biết rất là khó, tôi không hề nói là dễ. Nhưng mà tôi khích lệ các chị em, hãy vâng lời Chúa. Đây là vì ích lợi của chính chúng ta. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ là nếu mà mình tha thứ vậy thì cái thằng khốn đó nó được buông tha, nó được lợi. Không, tôi không có cần phải nghĩ cái gì mà quá cao thượng đâu. Thế điều mà tôi học được từ cái sự tha thứ là khi chúng ta tha thứ thì trước hết chính chúng ta là người được tự do. Amen chị em. Khi chúng ta tha thứ là chính chúng ta được lợi trước, sức khỏe của chúng ta cũng được lợi nữa. Còn nếu mà Chúa ban ơn điển để làm điều gì đó tốt đẹp cho người kia thì điều đó tốt quá, chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta cũng mong điều đó nữa. Ước gì cái người mà đã từng hãm hiếp các chị em sẽ thấy được cái tội lỗi mình, quỳ mọt xuống, hạ mình xuống để xưng tội, ăn năn trước mặt Chúa, và ước gì người đó cũng tiếp nhận Chúa Giêsu, điều đó tốt quá chứ. Amen không chị? Amen. Amen. Ước gì là như vậy. Nhưng mà giả sử như người đó không làm như vậy thì hãy nhớ cho rằng khi chúng ta tha thứ, chính chúng ta được lợi trước. Có thể cái kẻ khốn nạn thì chưa bao giờ muốn ăn năn, và nó càng ngày nó càng trở nên khốn nạn thì nó sẽ phải gặt hái những cái điều tồi tệ ở cuộc đời của nó. Chúa sẽ xử một cách công bằng. Nhưng chính chúng ta hãy tha thứ trước. Amen không? Thì tôi kể cho anh chị em nghe cái câu chuyện đó để cho anh chị em thấy rằng ma quỷ nó xấu vô cùng. Kể cả cái vẻ đẹp của chúng ta, cái vẻ đẹp về vật lý của chúng ta mà nó cũng ghét nữa. Nó muốn hủy hoại hoặc là nó muốn dùng cái vẻ đẹp đó để đẩy chúng ta vào trong tội lỗi. Tôi sẽ nói cho anh chị em nghe cái điều đó thực tế. Tại sao mà ngoài đời đó là hồng nhan bạc phận? Tại sao những người mà đẹp trai thì hay đểu? Tôi nói rất nghiêm túc. Tôi không nói mọi người đẹp trai đều đểu, đúng không? Và tôi cũng không nói là mọi người mà gọi là hồng nhan đó đều bạc phận. Nhưng mà có rất nhiều người đẹp bạc phận, chết sớm hay là tự tử, hoặc là cái số phận rất là bi thảm. Rồi có rất nhiều người đẹp trai rất là đều. Tại sao? Có bao giờ em suy nghĩ chưa? Tôi thường hay suy nghĩ nghiêm túc về tất cả mọi việc. Và tôi suy nghĩ về điều này. Ủa không, tôi suy nghĩ tại sao ta? Tại sao mà những người đẹp trai lại hay đều? Hay bắt cá hai tay ba tay? Hay là những gã sở khanh? Và tại sao những người phụ nữ đẹp lại thường hay bạc phẩm?
đến nỗi người ta nói hồng nhan bạc phận. Cho đến khi mà tôi gặp cái người phụ nữ ở tại Singapore đó, trường hợp ấy tôi kể đó, thì tôi bắt đầu hiểu ra một điều. Wow, hóa ra ma quỷ nó ghét tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta có, kể cả cái vẻ đẹp về vật lý của chúng ta nữa, kể cả cái vẻ đẹp trai đẹp gái của chúng ta nó ghét. Tôi có thể hình dung ra Satan hoặc là ngũ quỷ nó nói với nhau thế này: tao ghét cái vẻ đẹp trai của cái thằng đó, tao ghét cái vẻ đẹp gái của con nhỏ đó. Bây giờ chúng ta hãy lên một kế hoạch nào. Một là phải làm sao cho nó bị tạt axit để hủy hoại cái vẻ đẹp đó. Hay là cái mặt nó phải chà xuống đất để rồi nó không còn đẹp nữa, nó đầy thẹo. Hay là một cái vụ hãm hiếp nào đó xảy ra. Hoặc là mình làm cho nó bắt đầu tin vào cái vẻ đẹp của nó. Mình gieo cái tư tưởng thế nào để cho nó thấy rằng cái vẻ đẹp đó là cái thứ gọi là number one cuộc đời của nó, thậm chí là cứu cánh cuộc đời nó, là cái cần câu tiền của nó. Và cái đó nó hãy làm. Và thế là rất nhiều người phụ nữ đẹp bắt đầu dùng cái sắc đẹp của mình để kiếm tiền. Kiếm tiền bằng nhiều cách lắm. Bán dâm cũng có, rồi câu bán đại gia cũng có. Và những người phụ nữ đẹp thường hay nghĩ thế này nè: mình phải lấy chồng giàu chứ. Hầu hết phụ nữ đẹp đều muốn tìm cho được chồng giàu. Mà đẹp trai càng tốt, nhưng mà giàu là trước hết. Có những người phụ nữ đẹp mà chấp nhận lấy mấy ông già xấu quá, nhưng mà giàu, có nhiều tiền và sẵn sàng bỏ hết để đi theo mấy cái ông đó. Đó là công việc của ma quỷ, đó là sự lừa dối của ma quỷ. Và bởi vì cái suy nghĩ đại loại như vậy cho đến cuối cùng họ bạc phận thôi. Anh chị em có thể hiểu rồi đó. Nếu mà chúng ta đến với một người mà không thật lòng yêu chúng ta, và đến với một người mà không có đạo đức gì cả, thì cuộc đời chúng ta nó có sáng sủa không? Chắc chắn là không sáng sủa rồi. Có thể là mấy ông đại gia ông hứa hẹn, ông nói nè: cô cưng ơi, đến với anh em không cần phải lo gì cả. Đến với anh là em chỉ ở biệt thự thôi. Đến với anh em không bao giờ đi ba cái chiếc là Camry, nó chuyện tầm thường, em phải đi từ Mercedes trở lên. Không thể đi hiểu xe, siêu xe. Rồi coi như là em là chỉ ăn toàn những món ngon thôi, anh sẽ mua nhà riêng cho em, em sẽ là chủ của một cái cơ ngơi đồ sộ, hứa hẹn đủ điều. Nhưng mà anh chị em biết rồi đó, mấy cái tay đó thì vài bữa thôi, giỏi lắm là tính bằng tháng thôi. Sau đó gọi là nói cái từ ngoài đời nó chơi chán rồi, nó đá ra bên ngoài. Và thế là bạc phận thôi. Mà khi bị đá ra bên ngoài thì bắt đầu căm hận. Câu chuyện chưa dừng lại ở chuyện bị đá ra bên ngoài, đúng chưa? Câu chuyện vẫn tiếp diễn. Khi bị đá ra bên ngoài biết rằng là thằng cha nó chỉ lợi dụng thân xác của mình thôi, mình khốn gì đủ thứ, bắt đầu mình chửi, mình rủa, mình chửi từ trong đầu mình chửi bằng cái miệng của mình. Và sau đó mình bắt đầu căm hận, bắt đầu tìm cách trả thù, vân vân đủ thứ. Mình đang mở một cánh cửa cho nó. Và thế là những tà linh ác linh nó bước vào. Nó làm cho con người của mình càng ngày càng tồi tệ, nhân cách càng càng phá hoại, và sức khỏe của mình càng ngày càng tồi tệ. Mình sẽ trở thành một người bệnh tật nếu như lòng mình đầy sự khai đắc. Mình sẽ trở thành một con người bệnh tật rất nhiều nếu như lòng mình có sự hận thù. Một lần tôi nhắc các anh chị em nhớ, cái sự cay đắng và hận thù, sự căm ghét là cánh cửa rất là lớn mở ra cho những cái quyền lực tối tăm, và trong đó có quyền lực của bệnh tật. Cho nên tất cả những người nào mà có sự cay đắng, căm ghét, hận thù trong lòng thì sớm hay muộn họ sẽ trở thành những con người đầy dẫy những bệnh tật. Không phải là một bệnh mà là nhiều bệnh, và càng ngày càng nhiều bệnh, và họ mất đi cái năng lực sống. Hãy xem xét lại cái đời sống của mình để xem mình có cái sự cay đắng, căm ghét, thù hận hay không, để từ đó mình vâng lời Chúa, mình nhân danh Chúa Jesus Christ, mình công bố khước từ hết, và mình công bố sự tha thứ để chính mình được tự do, chính mình được chữa lành, chính mình được giải phóng. Amen. Ma quỷ nó cướp cái gì nữa? Nó có thể cướp đi tài sản của chúng ta không? Anh chị em nghĩ ma quỷ nó có muốn cướp tài sản của chúng ta không? Nó có muốn cướp chiếc xe của chúng ta không? Nói chiếc xe thì tôi nhớ ngày hôm qua Thảo đến nói với tôi: mục sư ơi, anh sướng á, là tưởng là móc cái xe lần nữa rồi. Tôi hỏi sao, tại sao vậy? Sướng là tự bị móc cái xe ở trong cái chỗ cũ, trong cái xóm ngày xưa đúng không? Và bây giờ thì Thảo nghe một cái thông tin từ mấy cái người xì xào ở trong cái khu nhà trọ đó. Mấy người đó đang nói chuyện xì xào với nhau, cái Thảo mới nghe họ nói là vừa rồi là có ăn trộm vô. Và nó bẻ khóa, nó dắt xe ra, nhưng mà ông chủ không về kịp, nhưng phát hiện gì đó, cuối cùng là như là không mất xe. Và hóa ra một trong những chiếc xe mà bị bẻ khóa là có xe của Sướng. Mặc dù anh Sướng nhà mình là nó trang bị nào là chống trộm, rồi nói chung là nhiều thứ rất là hoành tráng. Nhưng mà không ngờ là cái xe của mình đã bị bẻ khóa, mà nếu ông chủ không về kịp là mất rồi.
đợi tới khi mà phát hiện ra cái đó có nghĩa là mất rồi, nhưng mà nhờ ông chủ ông về kịp. Mọi người thấy không, nó có thể lấy đi kể cả những cái tài sản của chúng ta, và nó có thể cướp đi cái công việc làm ăn buôn bán chính đáng của chúng ta. Có thể có những người đang làm ăn buôn bán phát đạt một cách tốt đẹp, nhưng tự nhiên cái đùng một cái mình thấy công việc nó không tốt, tự nhiên nó chậm lại, mình đang cần nhiều khách hàng thì tự nhiên là khách hàng càng ngày ít đi, mình không hiểu tại sao, rồi tự nhiên nó có những cái sự cố nó xảy ra về sản phẩm của mình, rồi nhiều thứ, nhiều chuyện xảy ra, rắc rối xảy ra với người kinh doanh của mình, và kinh doanh bắt đầu đi xuống. Ma quỷ nó hoàn toàn có thể tác động như thế nào đó để nó cướp mất công việc kinh doanh tốt đẹp của chúng ta, bởi vì nó không muốn chúng ta kinh doanh một cách tốt đẹp. Tại vì nó biết rằng những cơ đốc nhân chân chính, những người yêu Chúa, những người kính sợ Chúa, những người có lòng với vương quốc của Đức Chúa Trời mà họ kinh doanh thành đạt thì chuyện gì xảy ra nào? Anh chị em nghĩ chuyện gì xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra khi một cơ đốc nhân yêu mến kính sợ Chúa, có lòng với vương quốc của Chúa mà kinh doanh thành đạt? Chuyện gì xảy ra? Họ sẽ dùng tiền bạc đó để đóng góp trong vương quốc của Đức Chúa Trời một cách hiệu quả. Họ sẽ dâng hiến một cách càng rơi rộng. Họ sẽ giúp cho càng nhiều người khó khăn hơn. Họ sẽ làm những việc thiết thực trong xã hội này. Và Satan nó không thích điều đó xảy ra. Satan nó muốn những cơ đốc nhân phải trở nên nghèo. Hoặc nếu nó không làm cho chúng ta trở nên nghèo được thì nó sẽ làm gì anh chị biết không? Nó sẽ đẩy chúng ta vào một sự giàu có bất chính, hoặc là kiêu ngạo về sự giàu có của mình. Và cuối cùng cái sự giàu có nó không phải là phước hạnh nữa, mà trở thành tai họa cho đời sống của chúng ta, và thậm chí trở thành tai họa cho người xung quanh chúng ta. Cái kiểu gì Satan nó cũng có những cái âm mưu, có những cái động thái mà làm cho cuộc đời chúng ta tồi tệ hơn. Cho nên chúng ta phải hết sức cảnh giác, hết sức cảnh giác. Tôi hiểu rõ bản chất xấu xa gian ác của Satan, và tôi rất căm ghét Satan. Tôi căm ghét cái kẻ đồn này. Và từ đó mà tôi có một cái ý thức rằng mình phải cầu nguyện nhiều hơn cho người thân yêu của mình. Mình phải cầu nguyện nhiều hơn cho anh chị em trong hội thánh. Và mình phải kiên trì trong sự cầu nguyện. Nhắc lại một lần nữa, chúng ta cầu nguyện trong đức tin xác quyết chưa đủ. Chúng ta còn cần phải cầu nguyện với sự kiên trì trong đức tin nữa cho anh chị em. Amen không? Tại vì không phải điều gì chúng ta cầu nguyện cũng xảy ra ngay lập tức. Có những lúc chúng ta phải chờ đợi. Và nếu như trong thời gian chưa xảy ra mà chúng ta chán nản, chúng ta bỏ cuộc, chúng ta không cầu nguyện nữa, thì chúng ta đừng có mơ có thể chạm đến những điều tốt đẹp. Có rất nhiều điều mà tôi cầu nguyện, tôi công bố nó không xảy ra ngay, nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ. Tôi chưa bao giờ từ bỏ, tôi chưa bao giờ tuyệt vọng. Bởi vì tôi hiểu Chúa mà tôi đang thờ phượng là ai, Ngài tuyệt vời như thế nào. Và tôi biết rằng lẽ thật của Chúa sẽ vững chắc cho đến đời đời. Lẽ thật của Chúa không bao giờ lay chuyển. Không có chuyện mà lẽ thật của Chúa một lúc nào đó ông trở nên sai trái, không bao giờ. Luôn luôn đúng, vững chắc cho đến đời đời. Và tôi tin với tất cả tâm lành của tôi, có nhiều việc cho tới giờ phút này tôi cầu nguyện vẫn chưa xảy ra, nhưng mỗi một ngày tôi tiếp tục cầu nguyện với Chúa. Và thậm chí tôi cảm ơn Chúa trước, cảm ơn Chúa trước, vì con tin chắc rằng Ngài nhất định sẽ nhập lời con. Ngài sẽ làm điều này, Ngài sẽ làm điều này, Ngài sẽ làm điều này, Ngài nhất định sẽ làm. Con cảm ơn Chúa trước vì con biết chắc rằng Ngài có dư quyền năng để làm điều đó. Ngài đã thành tín, điều gì Ngài đã hứa thì Ngài nhất định sẽ làm. Và Ngài yêu con cho đến mãi mãi, Ngài không bao giờ từ bỏ con. Anh chị em, ma quỷ nó rất là khốn nạn, nó căm ghét những mối quan hệ tốt đẹp. Ma quỷ nó muốn cướp, nó muốn phá những mối quan hệ tốt đẹp. Tôi là một trong những người kinh nghiệm điều đó, đã chứng kiến điều đó rất là nhiều lần. Và có đôi lúc tôi phải dùng cái từ là tức tưởi. Có những mối quan hệ bị cướp đi một cách tức tưởi. Nó đang rất là tốt đẹp, nó đầy hy vọng, nó đầy hứa hẹn về một ngày mai tươi sáng. Nhưng đột nhiên sau đó nó làm một cái điều gì đó, và cái mối quan hệ đó nó gãy một cái tôn, nó gãy một cái rắc. Tôi nói cho vui không? Mối quan hệ sao gãy cái rắc? Và nhiều lần tôi mở miệng ra, sao mà tức tưởi quá vậy? Đã quan hệ tốt mà sao tự nhiên là như vậy? Thật sự, có nhiều lần cảm thấy đau lòng. Và sau này tôi phải học cách để mình sẽ giảm thiểu đi những cái sự đau lòng đó, và thậm chí không còn cảm thấy đau lòng nữa. Bởi vì nó xảy ra với mình quá nhiều mà mình cứ đau lòng liên tục thì chắc không tốt đâu. Và cảm Chúa tôi đã học được cái cách để mà mình không bị tổn hại khi những điều đó xảy ra. Có những mối quan hệ đang rất là tốt, cuối cùng tôi không hiểu vì sao. Không hiểu vì sao người ta quay mặt lại với mình. Không hiểu vì sao có những người đang quan hệ rất tốt với mình lại bỗng nhiên tự nhiên cái lờ đi. Và tôi có thể suy đoán một số lý do,
có thể là có ai đó đã nói xấu về mình và cái người đó không đủ trưởng thành, cho nên nghe cái lời nói xấu một chiều và lặng lẽ rút lui khỏi mối quan hệ, trong khi đó họ không có gì để chứng minh là tôi sai giống như ai đó đã nói xấu thôi. Có thể đó là một trong những lý do khiến người ta thấy buồn, vân vân. Và cũng có thể đó là lòng kiêu ngạo của cái người trong mối quan hệ đó, họ không ưng ý về cái sự thẳng thắn của tôi và họ bắt đầu suy nghĩ về tôi từ cái chỗ mà trước đây họ suy nghĩ tốt, rồi họ thậm chí nói tốt và thậm chí trước mặt mọi người, chỉ trong thời gian cực kỳ ngắn họ quay lại họ nói giống như là tôi là cái thứ gì đó. Anh chị đã từng kinh nghiệm cái điều thương đau đó chưa? Nếu có rồi hãy tha thứ. Cái điều một trong những điều lớn nhất mà tôi học được là tha thứ. Nếu tôi không thật sự học được điều đó và làm điều đó, tôi không bao giờ còn có thể đứng trước mặt anh chị em mà tha thứ. Tôi đã chết quá từ lúc nào rồi, thật sự. Bởi vì nó có quá nhiều sự bất công nó đổ ập trên cuộc đời của mình, quá nhiều cái sự gọi là tích tụ nó đến với mình mà mình cứ tổn thương cay đắng liên tục vậy sao mình sống nổi? Chết là chắc. Nhưng mà cảm ơn Chúa tôi học được cái sự tha thứ. Và với sự tha thứ đó, tôi có thể vô hiệu hóa những cái động thái cướp giết và bị gì của Satan. Tôi kinh nghiệm phước hạnh của Chúa, tiếp tục đứng đây để phục vụ Chúa, và sẽ còn tiếp tục phục vụ Chúa mạnh mẽ hơn nữa. Và không chỉ một mình tôi phục vụ Chúa, tôi nói với anh chị em là tôi tin là Chúa sẽ dùng tôi để huấn luyện đào tạo rất nhiều con người dũng mạnh để mà phát triển vương quốc. Cảm ơn Chúa. Đặc biệt về các mối quan hệ, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Khi chúng ta chưa có một mối quan hệ tốt với ai đó mà chúng ta thấy rằng cần phải có mối quan hệ tốt với họ vì những lý do chính đáng, anh chị hãy cầu nguyện nhiều cho mối quan hệ đó. Và khi chúng ta có mối quan hệ tốt rồi mà bị ma quỷ nó cướp mất, nó phá cái mối quan hệ đó, thì hãy cầu nguyện để rồi một ngày nào đó Chúa hàn gắn lại mối quan hệ đó. Tôi chưa bao giờ từ bỏ. Không phải ai đó bỏ tôi đi mất hay là ai đó quay lưng lại với tôi nói xấu tôi là tôi sẽ từ bỏ. Tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện. Thật sự là cầu nguyện trong đức tin và trong tình yêu thương. Tôi vẫn mong một ngày nào đó tôi gặp lại họ, tôi có thể bắt tay họ, thậm chí ôm chặt với họ, chúc phước cho họ. Chứ tôi không nghĩ rằng như vậy rồi từ nay về sau đường ai nấy đi, mình không thèm đến xỉa gì đến cuộc đời người đó, và thậm chí có thể mình suy nghĩ ác nếu mà mày bị cái này cái kia thì tao càng vui. Không có chuyện đó. Tôi mong điều tốt đẹp sẽ đến với những con người đó. Tôi mong rằng họ sẽ nhìn thấy những cái gì đó sai trật của họ và họ sẽ ăn năn trước mặt Chúa và trở lại trong quỹ đạo của Chúa. Và tôi ước ao rằng anh chị em cũng hãy học thêm một điều nữa, đó là sự kiên nhẫn. Ở trong cái bản chất của đức tin và tình yêu thương, nó phải có sự kiên nhẫn. Bởi vì nếu thiếu sự kiên nhẫn đó thì chúng ta không thể nào hoàn tất được cái gì tốt đẹp hết, đúng không chị? Sự kiên nhẫn rất là quan trọng. Có một vài người đến với tôi mà mong muốn rằng nan đề của họ được giải quyết ngay tức khắc. Có những trường hợp tôi có thể giúp họ ngay, nhưng có những trường hợp mà Chúa cho tôi thấy rằng con người này không có sự kiên nhẫn, rất là nóng nảy, rất là hấp tấp. Thay vì cầu nguyện và công bố cho sự chữa lành của họ, thì trước đó tôi nói với họ về sự kiên nhẫn, sự kiên trì trong đức tin. Và tôi cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp họ để họ có cái sự kiên nhẫn đó trong họ. Và khi cái sự kiên nhẫn trong đức tin, trong tình yêu thương nó ở trong chúng ta, thì tôi có thể nói với anh chị em là chúng ta sẽ trở thành những con người rất là hiệu quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ thấy những việc lớn, những việc khó là những việc chúng ta chưa từng thấy, chưa từng biết. Anh chị có tin điều đó không? Amen. Amen. Hãy tin vào những điều tốt đẹp. Kể cả khi chúng ta tin vào những điều tốt đẹp mà nó chưa xảy ra, cũng hãy tiếp tục tin vào những điều tốt đẹp. Còn hơn là những người toàn là tin vào những điều xấu xa, tin vào những điều tiêu cực. Có những người tỏ vẻ như mình rất là thực tế, họ sẽ nói về những người như tôi là những cái người mà sống ảo, sống không thực tế. Ở sự tối ngày tôi tin vào những điều tốt đẹp, liệu những điều tốt đẹp đó xảy ra hay không? Tôi thật sự không thể trả lời là 100% những điều tốt đẹp mà tôi tin có xảy ra hay không. Cho tới giờ phút này có những điều tốt đẹp chưa xảy ra, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục tin. Và tôi thấy có một cái lợi ngay trước mắt khi tôi tin vào những điều tốt đẹp là con người tôi nó lạc quan, tôi có sự bình an. Amen con chết. Tôi tích cực và tôi có thể đem cái sự tích cực đó đến cho những người khác, tôi lan tỏa cái điều đó. Người nào gặp tôi không ai mà nói đây là cái ông tiêu cực, không bao giờ. Những người nào gặp tôi họ sẽ nói đây là con người tích cực. Và đó là cái điều tốt đầu tiên, cái lợi đầu tiên mà tôi có khi mà tôi tin vào những điều tốt đẹp. Amen con chị em. Còn những người tin vào những điều tiêu cực, anh chị em đã từng tin vào những điều tiêu cực chưa? Anh chị em cảm thấy cái gì? Con người của mình lúc nào nó cũng ưu ám hết, lúc nào mình cũng nghi ngờ, lúc nào mình cũng bi quan, lúc nào mình cũng buồn bã, lúc nào cũng thấy người nó sao sao.
không thấy cái lợi đâu hết, mà ngay trước mắt là thấy hại rồi, đúng không anh chị? Rồi mà cứ tiêu cực vậy hoài thì nó bệnh tật ốm đau, rồi cuối cùng chính mình thiệt thân cho ai đâu, chính mình, rồi có thể là những người thân xung quanh của mình cũng bị ảnh hưởng nữa. Anh chị em ơi, hãy loại bỏ tất cả những công việc của ma quỷ ra khỏi đời sống của chúng ta đi. Đừng cho ma quỷ có cơ hội để cướp giết và hủy diệt chúng ta thêm một lần nữa. Amen anh chị em. Hãy nói với người bên cạnh này, đừng cho ma quỷ một cơ hội nào. Đừng cho ma quỷ một cơ hội nào. Amen. 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 Giữa lòng anh chị em có ai đó đôi khi chỉ cần xử lý một điều thôi, xử lý cái sự cay đắng, sự căm ghét, sự thù hận trong lòng mình thôi, thì tự động bệnh tật của chúng ta được chữa lành và chúng ta sẽ thấy mình cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mệt. Không cần phải làm cái gì ghê lớn đâu, có những người chỉ đơn giản làm như vậy thôi, bởi vì cái đó là mấu chốt của vấn đề, đó là nguyên nhân chính. Có đôi khi chúng ta không nghĩ mình cay đắng, mình căm ghét, mình thù hận, có đôi khi chúng ta vì lý do nào đó mà bị nó lừa dối, làm chúng ta không nhận rõ được cái vấn đề. Nhưng mà Chúa có thể dùng người khác để chỉ chúng ta, Chúa có thể dùng người lãnh đạo của chúng ta, dùng tôi tớ của Chúa, dùng ai đó là người yêu thương chúng ta, quan tâm đến chúng ta, chỉ ra cho chúng ta thấy cái thực trạng của chúng ta. Ước ao rằng anh chị em khi nghe những cái điều đó thì khi nhường hạ mình để đón nhận, để mình thật sự thấy được cái thực trạng của mình, để từ đó mà mình dùng những giải pháp trong lời của Chúa để mình có thể kinh nghiệm sự tự do, sự chữa lành, sự giải phóng và nhiều điều tốt lành. Amen. Ma quỷ nó rất là khốn nạn, nó có thể gây ra những cái tai nạn ở trên đường phố để nó ít nhất cũng là cướp đi cái sức khỏe của chúng ta, và có thể làm hư xe, nó cũng làm cái thiệt hại, đúng không anh chị em? À, và xa hơn nữa nó lấy mạng của chúng ta. Tôi còn nhớ một cái sự kiện nó xảy ra cách đây chắc là khoảng hơn 10 năm. Lúc đó tôi đang chạy từ Đà Nẵng vào trong Quảng Nam. Cái xe mà tôi chạy không phải là xe của tôi, mà tôi mượn chiếc Super Twin đó của một người anh. Xe là xe mới. Tôi còn nhớ tôi chạy tốc độ khoảng 80 km/h. Tôi đang chạy với tốc độ như vậy thì đột nhiên tôi nghe một tiếng rẹt lên mà lửa tóe lên. Thì hóa ra là có cái gì đó bằng sắt ở trong cái ở dưới á, nó cọ xuống đường, nó bị hạ cái máy xuống và nó cọ xuống đường và nghe rẹt lửa bốc lên, những cái tia lửa như tia lửa hàng nó bắn lên. Và lúc tôi thấy có vấn đề rồi, phía trước tôi là những chiếc xe buýt, và với tốc độ này thì thật là nguy hiểm. Tôi đã thắng nhưng mà tôi không còn thắng được nữa, hoàn toàn mất kiểm soát. Trong giây phút đó tôi chỉ kịp thốt lên lời là Chúa ơi cứu con. Tôi chỉ kịp thốt lên Chúa ơi cứu con thôi, chứ không phải là một lời cầu nguyện bài bản gì cả, chỉ là Chúa ơi cứu con. Và có điều kỳ diệu xảy ra, khi mà cái xe của tôi nó đến gần cái đuôi xe buýt thì đột nhiên nó dừng lại. Thật sự là phải nói là toát mồ hôi. Có một vài lần tôi đã từng bị những cái tình huống nguy hiểm tương tự như vậy, và tôi không biết tại sao là như vậy. Để tôi tưởng là thắng mò hay như thế nào, thì tôi phải đẩy cái xe đi, không còn chạy được nữa. Tôi đẩy cái xe đến một đoạn thì có cái tiệm sửa xe. Tôi đưa vào thì cái người thợ họ kiểm tra và nói rằng xe của anh bị gãy sườn. Mà tôi không hiểu tại sao nó gãy sườn, xe đó xe mới và tôi không hề bị bắt ổ gà. Đường lúc đó chạy ra rất là êm. Đột nhiên chuyện đó xảy ra và tôi tin rằng cái đó hoàn toàn có thể là công việc của ma quỷ, nó đang muốn lấy mạng tôi bằng cái tai nạn. Anh chị em nghĩ sao ta có thể bẻ gãy sườn xe chúng ta được không? Nó làm được không? Được, nó làm tới cái chuyện gì nữa, chuyện bẻ gãy sườn xe chuyện bình thường thôi. Nhân đây tôi cũng nhắc anh chị em, nếu mà chúng ta chạy xe mà sườn xe chúng ta không bị bẻ gãy thì đó là Chúa gìn giữ chúng ta. Amen anh chị em, chứ không phải xe mình xịn đâu. Tất cả những gì tốt đẹp mà chúng ta có mà nó đang được duy trì là do Chúa đang gìn giữ, đang bảo vệ đó mất, thưa anh chị em. Để chúng ta khi suy nghĩ đến thì biết cảm ơn Chúa, sống biết ơn Chúa. Amen con chị em. Từng giây phút mà chúng ta khỏe mạnh thì hãy cảm ơn Chúa. Ngày nào mà vợ mình còn đang sống chung thủy bên cạnh mình, cảm ơn Chúa. Chồng đang sống chung thủy bên cạnh mình, cảm ơn Chúa. Ngày nào mà con cái đang khỏe mạnh bên cạnh mình, cảm ơn Chúa. Amen con chị em. Ngày nào mà mình còn đang được ở trong hội thánh phước hạnh như thế này, cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Nếu Chúa không ban cho, nếu Chúa không giúp chúng ta duy trì gìn giữ những điều đó thì chúng ta sẽ không còn đâu. Tôi đang thôi là ngày nào mà vợ em nó làm nhà bay cửa nát rồi em tí là đi tù ăn sao? Chúng ta không cảm ơn Chúa về công việc của ma quỷ, nhưng mà anh có thể cảm ơn Chúa thế này: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa là con tin rằng Chúa là đấng giải cứu, Chúa sẽ ban cho cuộc đời con một sự khởi sắc,
dù cho vợ con làm điều gì nữa, nhưng con yêu Chúa, con kính sợ Chúa, con tin cậy Chúa, và con tin rằng cái quãng đời sắp tới của con sẽ là quãng đời tốt đẹp. Dù cho vợ con có hồi tâm chuyển ý hay không hồi tâm chuyển ý, cuộc đời con cũng sẽ tốt đẹp trong tay Chúa khi con tin cậy Ngài. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Có nhiều người họ cảm thấy khó chịu khi mà các mục sư giảng là hãy cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúa không bao giờ dạy là hãy cảm ơn Chúa về mọi việc. Hãy đọc cái thánh kỹ, mà Chúa dạy là hãy cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tại sao chúng ta cảm ơn Chúa? Không phải cảm ơn Chúa vì chúng ta bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta tin rằng Chúa là đấng luôn đồng hành với chúng ta và Ngài có quyền giải cứu chúng ta ra khỏi mọi nghịch cảnh. Amen. Không chịu. Chúng ta không cảm ơn Chúa vì chúng ta bị bệnh, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài là đấng chữa lành và Ngài có quyền chữa lành chúng ta khi chúng ta bị bệnh. Đó là cách mà chúng ta cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen không? Amen. Nếu một ngày nào đó có ai đó trong chúng ta bị vợ bỏ, chúng ta sẽ không cảm ơn Chúa vì mình bị vợ bỏ. Nhưng mà chúng ta sẽ nói với lời đại bản thế này: Chúa ơi, con cảm ơn Chúa vì con có cơ hội nhìn lại bản thân của mình. Đúng không? Con có cơ hội nhìn lại bản thân của mình để suy xét lại cuộc sống của mình. Con cảm ơn Chúa vì con tin rằng dù vợ con bỏ con, nhưng Chúa không bao giờ bỏ con. Amen. Anh hiểu rõ cái điều này chứ? Đừng khó chịu nữa khi nghe các mục sư dạy cảm ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Bởi vì nó có lý do chính đáng mà, đúng không? Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ma quỷ nó muốn cướp đi tất tần tật những điều tốt đẹp trong cuộc đời của chúng ta. Nó muốn cướp đi tài năng của chúng ta nữa. Nó rất là ghét những người có tài, cũng giống như những người có sắc kia. Nó muốn làm hai điều. Một, nó sẽ cướp bằng cách nó sẽ làm cho người đó không thực hiện được tài năng được nữa. Chẳng hạn như một vận động viên điền kinh, nó sẽ làm cách nào đó để họ bị gãy chân, họ bị thương, và họ không bao giờ có thể là một vận động viên điền kinh mà có thể đem những cái huy chương danh dự về cho nước nhà được. Hoặc cái thứ hai, nó làm cho họ trở nên kiêu ngạo với cái tài năng của họ, để rồi cái tài năng nó chả có ích lợi gì cuộc đời họ hết, và nó cũng chả ích lợi cho ai hết. Càng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Có một số ngôi sao bóng đá, có một số ngôi sao thể thao, có một số ngôi sao, một số minh tinh mạng bạc, khi họ đạt được cái danh vọng nào đó thì họ bắt đầu trở nên rất là kiêu ngạo, và họ cho họ cái quyền để sống tội lỗi, cho họ cái quyền để tình dục lăng nhăng, cho họ cái quyền để ăn uống thừa mứa, ăn chơi sa đọa, bởi vì họ nghĩ rằng họ thành đạt thì họ có quyền để hưởng thụ. Sao đang rất là cáo giả mà cái này hay cái khác cướp đi những điều tốt đẹp của chúng ta. Không thể nào kể hết tất cả những sự cướp giết và hủy diệt của Satan. Tôi chỉ nói một số điều như vậy điển hình, những cái điều đó làm ví dụ một cách thực tế chúng ta. Nếu chỉ là những công việc của Satan thì cuộc đời của chúng ta u ám lắm thay, chúng ta chẳng có hy vọng nào cả. Có lẽ chúng ta nên tự tử chết sớm thì còn hơn. Nhưng không, tôi long trọng tuyên bố cho anh chị em một tin vui thật là vui. Kinh Thánh không dừng lại ở cái chỗ là kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt. Hãy cảm ơn Chúa vì lời Chúa tiếp tục đây: còn ta đã đến để ban cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Amen. Oh, cảm ơn Chúa. Hãy nói với người bên cạnh: cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến với tôi. Cảm ơn Chúa. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Ta là ai? Chính là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đang nói những lời này: còn ta đã đến để ban cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Amen. Chúa không nói là ta đã đến để ban cho tất cả mọi người được sự sống và sự sống sung mãn. Nghe cho kỹ, Chúa nói còn ta đã đến để ban cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Điều đó có nghĩa gì? Chỉ có những ai thật sự tin Chúa mới có thể được sự sống và có cơ hội được sự sống sung mãn. Amen. Có gì em? Nếu một người chưa tin Chúa thì anh chị em nghĩ họ có nhận được điều đó không? Không. Sự sống mà Chúa nói đây nó không giống như là cái sự sống của cành hoa này. Anh chị em ơi, những cái cành hoa này anh chị em thấy đẹp không? Đủ màu sắc không? Nhưng mà cái sự sống của nó có giống sự sống mà Chúa đang nói không? Không. Nó đã bị cắt lìa khỏi cái cây của nó. Nó chỉ còn sót lại một ít nhựa trong đó. Có thứ thì chiều nay nó héo. Đôi khi chị Hạnh mua những cái loại bông mà ngay buổi chiều nó héo, mà thậm chí chị mới vừa cắm xong khoảng một tiếng hồ sau nó muốn héo rồi. Có những thứ thì lâu hơn, có những thứ thì rất lâu, nhưng mà rồi cuối cùng
nó cũng héo. Và có những thứ thì được sự trợ giúp của hóa chất. À, chị Hạnh thì rõ cái này lắm, đôi khi chị Hạnh mua mấy cái chất gì đó, cái hóa chất gì đó mà để bỏ vào để làm cho hoa nó tươi lâu hơn. Nhưng mà cuối cùng nó cũng héo thôi. Sự sống mà Chúa nói đây nó không phải là sự sống như thế này. Nó không phải là cái sự sống tạm bỡ này. Nó không phải là cái sự sống lây lất trong cái cuộc đời này, cuộc đời tạm này, đến một ngày đó chúng ta sẽ bị chết đi. Và thậm chí trước khi chết chúng ta không biết là mình sẽ đi về đâu. Chúng ta hoang mang, chúng ta sợ hãi. Sự sống của Chúa không phải là sự sống đó. Sự sống mà Chúa nói là sự sống đời đời. Sự sống mà Chúa nói đó là sự sống rất là ý nghĩa. Cái con người mà khi nhận được sự sống đó, con người đó thấy mình có lẽ sống. Mình biết mình tồn tại, mình sống trong cuộc đời này để làm cái gì, mình hướng tới cái gì, mình có một động lực rất là lạc quan, rất là tích cực, rất là rõ ràng trong cuộc sống của mình. Cảm ơn Chúa. Tất cả những ai thật sự tin Chúa sẽ có được sự sống và có cơ hội nhận được sự sống sung mãn. Tôi nói là có cơ hội, có nghĩa là không phải ai mà tin Chúa thì mặc nhiên nhận được sự sống sung mãn. Chúng ta phải làm gì để được sự sống sung mãn? Anh chị biết không? Mỗi ngày hãy lắng nghe Chúa dạy bằng cái này hay cách khác. Nghe Chúa dạy bằng cách đọc Kinh Thánh, suy gẫm lời Chúa. Nghe Chúa dạy bằng cách nghe những tôi tớ thật của Chúa rao giảng, suy ngẫm những lời ấy, tra cứu Kinh Thánh, đối chiếu Kinh Thánh, suy ngẫm. Mỗi một ngày hãy làm điều đó thưa anh chị em. Mỗi một ngày hãy làm điều đó. Làm điều đó, lẽ thật của Chúa càng đầy trong anh chị em nhiều bao nhiêu thì cái sự sung mãn của Chúa sẽ càng nhiều bấy nhiêu. Amen không? Amen. Bởi vì có nhiều lĩnh vực trong đời sống của chúng ta, và mỗi một lĩnh vực đó chúng ta đều cần lẽ thật của Chúa để trở thành kim chỉ nam cho chúng ta và trở thành cái công cụ để giúp chúng ta dễ dàng thành công và đạt thắng. Có ai đó đang rất thành công trong kinh doanh, họ được phước trong lĩnh vực kinh doanh, nhưng họ lại không biết lẽ thật trong lĩnh vực chữa lành, và từ đó mà họ cứ sống trong bệnh tật ốm đau. Họ bị mất đi rất nhiều năng lượng sống chỉ vì những cái bệnh tật trong cơ thể của họ. Như vậy thì cái người đó ngoài việc thành công trong kinh doanh, người đó cũng cần kinh nghiệm được sức khỏe thiên thượng của Chúa tuôn đổ xuống trên mình. Amen. Như vậy thì người đó cần lẽ thật ở trong lĩnh vực sức khỏe, cần tin, cần công bố ra một cách mạnh mẽ và thực hành theo sự hướng dẫn của Chúa. Amen. Con chưa? Lẽ thật của Chúa nhiều bao nhiêu ở trong chúng ta thì phước hạnh của chúng ta sẽ nhiều bấy nhiêu. Amen chị em. Chỗ nào mà chúng ta không có lẽ thật của Chúa, chỗ đó chúng ta không được tự do. Và vì không được tự do cho nên chúng ta không thể mong đợi một cái phước hạnh nào cả. Chúng ta chỉ có thể được phước khi chúng ta được tự do. Amen con. Những cái người mà bị giam cầm lại rồi họ đã có định đoạt được cái số phận của họ. Họ bị ai đó khống chế rồi. Nhiều khi ví dụ Mã Tuấn muốn gửi quà cho một người nào đó trong tù, nhưng mà cái người đó đâu tự do để nhận đâu, đúng không? Bị cái thằng cai ngục nó lấy nó ăn mất, hay là nó bán mất, hay nó xài mất, đúng chưa? Cho đến khi mà cái người ở trong tù kia họ được tự do thì họ mới có thể nhận được cái món quà mà em Tuấn đem tới, mà không ai có thể ngăn cản điều đó. Chúng ta cần sự tự do của Chúa. Amen con chị em. Cảm ơn Chúa. Chúa đã đến để ban cho những người thật sự tin Chúa được sự sống và sự sống sung mãn. Chúa đã làm tất cả những gì cần thiết để đảm bảo rằng chúng ta kinh nghiệm sự sống thật của Chúa và chúng ta có cơ hội để kinh nghiệm sự sống sung mãn. Một người ở trong Chúa thì chắc chắn được sự sống rồi. Chắc chắn chúng ta được sự sống rồi. Một người thật sự tin Chúa, ở trong Chúa thì chắc chắn người đó có sự sống của Chúa rồi. Nhưng mà có một cấp bậc cao hơn nữa. Ở trong tiếng Anh á, thì cái từ người ta dùng là abundant life. Cái chữ abundant tức là dư dật, là sung mãn, và có thể hiểu là thịnh vượng cũng được. Life là cuộc sống, là đời sống. Chúa không chỉ cứu chúng ta ra khỏi địa ngục, mà Chúa còn muốn chúng ta trở thành những con người cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Chúa muốn nhìn thấy chúng ta khỏe mạnh, Chúa muốn nhìn thấy chúng ta thành đạt trong kinh doanh, Chúa muốn nhìn thấy chúng ta là những con người tài năng nổi trội trong xã hội mà không kiêu ngạo. Chúa muốn nhìn thấy chúng ta là những người sống có đạo đức, những người mà khi họ sống mà ai mà muốn nói xấu họ thì có thể nói xấu ở phía sau lưng, không bao giờ dám giáp mặt với họ, nhìn thẳng vào mắt họ để nhắc lại những điều đó. Hãy sống như thế, và chúng ta có quyền tự hào nếu chúng ta đã từng sống và đang sống như thế. Amen. Amen. Tôi không bao giờ quên cái việc tôi nhận được cái tin nhắn cách đây gần 10 năm. Tôi nhận được cái tin nhắn này.
tôi biết anh là người công chính. Nhưng mà tôi vẫn cứ ghét anh và tôi sẽ làm cho anh tàn lụi. Cái tin nhắn xuất phát từ một người căm ghét tôi khủng khiếp. Nó nhiều cảm xúc trong tôi, nhưng mà tôi tìm được một cái niềm vui ở trong đó. Bởi vì mình đã lựa chọn đường lối công chính. Và kể cả ghét mình, kể cả cái người ghét mình, họ cũng phải thừa nhận là mình sống công chính. Chỉ đơn giản là thích thì họ ghét mình vậy thôi. Chứ họ không thể nào mà đối diện với mình và dám quang minh chính đại để nói những cái điều này điều kia, lặp lại những cái điều sai trật họ đã nói sau lưng mình. Hãy sống như thế. Một đời sống sung mãn thì trước hết phải là một đời sống được tự do. Khi chúng ta còn đang bị trói buộc bởi một điều gì đó thì đó không phải là sự sung mãn. Nếu có ai đó trong chúng ta đang bị trói buộc bởi những cái ham muốn tà dâm thì chắc chắn chúng ta không phải là một người đang sống một đời sống sung mãn. Chúng ta cần phải hạ mình xuống, ăn năn trước mặt Chúa, đón nhận lẽ thật của Chúa, công bố lẽ thật đó ra và thực thi lẽ thật đó để chúng ta được tự do khỏi những cái ham muốn tà dâm, để chúng ta từ bỏ đi những ý định tà dâm, để chúng ta sống cách ngay thẳng trong chính cái lĩnh vực đó, để danh Chúa không bị ô nhục và chúng ta sẽ không bị thiệt hại. Có một số người đang bị cám dỗ về tà dâm, hãy dừng lại trước khi đã quá muộn. Từ những cám dỗ đó sẽ đẩy chúng ta đến chỗ phạm tội. Khi chúng ta phạm tội, có một số hậu quả thực tế xảy ra. Tôi có thể ví dụ, chúng ta bị tạt axit, chúng ta bị nhiễm HIV, chúng ta bị lây những cái chứng bệnh qua đường tình dục, lậu, giang mai, vân vân. Hoặc là người phụ nữ nào đó có bầu, và khi có bầu với cái người đàn ông đó, người đàn ông đó đá mình ra, và thế là mình mang tiếng chữa hoang. Đừng có nghe cái thế gian này nó nhồi nhét vào đầu anh chị em những tư tưởng sai trật. Bây giờ họ đang tôn vinh những cái người gọi là mẹ đơn thân. Xin lỗi, không có gì để tôn vinh đâu nha. Nếu chúng ta yêu thương họ, giúp đỡ họ, ok, tôi cũng yêu thương những người đó. Và nếu có cơ hội, tôi sẵn sàng giúp đỡ những người đó cách thực tế để họ vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà không có gì để tôn vinh mấy người đó đâu. Hầu hết là bởi vì họ yếu lòng, bị dụ, bị những cám dỗ tà dâm, đúng không? Nếu ai đang ở trong tình trạng đó, dừng lại trước khi đã quá muộn. Dừng lại trước khi đã quá muộn. Bất cứ ai trong căn phòng này khi nghe tôi giảng lời thật của Chúa và biết rằng lời đó đến từ Kinh Thánh, không phải tự tôi nói rằng, và biết rằng Chúa đang dùng cái miệng thẳng thắn của tôi để soi vào trong đời sống của anh chị em, như là ánh sáng chiếu vào trong đời sống của anh chị em, để những cái gì đó xấu xa, gian ác, bậy bạ ở trong cái chỗ tối đó nó bị bày lộ ra, thì thay vì căm ghét, thay vì cảm thấy khó chịu muốn bỏ hội thánh đi, thì hãy hạ mình xuống ăn năn trước mặt Chúa. Đó là vì đích lợi của chính cuộc đời anh chị em. Amen. Nếu tôi không yêu thương anh chị em, tôi không bao giờ giảng thẳng thắn đâu. Có rất nhiều người ban đầu ghét nhưng mà sau này quay lại cảm ơn tôi. Tôi đã nghe rất nhiều người nói thế này: cảm ơn mục sư vì đã thẳng thắn với tôi. Mà thậm chí có lần hình như vậy, tôi nói là cảm ơn mục sư với thầy Bảo đã chém thẳng tay. Nói vui thế, đâu có chém đâu. Chém gì mà chém, chỉ đơn giản là nói thẳng những gì mà chúng muốn. Đó là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Còn mà cứ vuốt ve, cứ đi vòng vòng vòng, tới khi nào người ta mới tự do. Thuốc đắng giả tạo sự thật bất lợi. Cùng với tôi hình dung này, Chúa Giê-xu cũng chính là Đức Chúa Trời từ thiên đàng vinh hiển đã bạc lòng xuống thế gian này, sống như một con người giữa vòng chúng ta, chịu biết bao nhiêu cơ cực, bị người ta ganh ghét, đố kỵ, bị người ta mắng nhiếc, bị người ta nói xấu, bị người ta bắt bớ, rồi cuối cùng bị người ta đóng đinh trên thập tự giá. Và khi đóng đinh rồi, bọn nó vẫn chưa hả dạ, chúng nó vẫn tiếp tục đứng ở dưới thập tự giá mà xỉa xói lên, thách thức, nhạo cười, dèm chết. Nhưng Ngài chấp nhận tất cả mọi điều đó vì mục đích gì? Ngài muốn mở ra cho nhân loại một con đường sống. Ngài muốn nhìn thấy tôi được cứu, anh chị em được cứu. Ngài muốn nhìn thấy tôi được tự do, anh chị em được tự do. Ngài muốn nhìn thấy tôi được chữa lành, anh chị em được chữa lành.
Nhưng ngày qua chúng ta đã sống như thế nào? Những ngày qua có rất nhiều người trong cái cơ đốc giới này đã sống như thế nào? Tôi nói cho người ở đây và người trên khắp thế giới, hãy nghe lời của tôi, hãy nghe tiếng lòng của tôi vang vọng. Chúng ta nói mình là cơ đốc nhân, chúng ta nói mình là tín hữu, chúng ta nói mình là mục sư, là người lãnh đạo, mà chúng ta đã sống như thế nào? Là cơ đốc nhân mà luôn ghét người công chính, đi hùa với những cái định nọ. Là cơ đốc nhân mà không ngay thẳng trong tiền bạc, tham lam tiền bạc, giành giật với nhau từng đồng từng cắt. Là cơ đốc nhân mà cơm thiếu, là cơ đốc nhân mà bán hàng giỏm hàng giả, là cơ đốc nhân mà lúc nào cũng sẵn sàng nổi giận với người khác, gây sự với người khác. Là cơ đốc nhân mà không yêu thương vợ mình, không yêu thương chồng của mình. Là cơ đốc nhân mà không hiếu thảo với cha mẹ, chửi cha mắng mẹ hổ láo. Là cơ đốc nhân mà lúc nào cũng mất đoàn kết với anh chị em mình, lúc nào cũng sẵn sàng đi ra nói xấu dìm người khác xuống. Là cơ đốc nhân mà ăn cháo đá bát, là cơ đốc nhân mà vô ơn bạc nghĩa. Không có cơ đốc nhân đó. Tôi thẳng với anh chị em một câu như vậy. Nếu có cái tinh thần đó, các anh chị em hãy nhớ cho nó đến từ ma quỷ, nó không bao giờ đến từ Chúa, không bao giờ đến từ lời của Chúa. Nếu có thể đây là bài giảng cuối của tôi, và nếu đây thật sự là bài giảng cuối của tôi, thì hãy nhớ và đừng bao giờ quên. Tôi căm ghét công việc của ma quỷ, và tôi mong muốn nhìn thấy từng anh chị em sẽ là những người vững vàng trong đức tin, xác quyết trong đức tin, kiên trì trong đức tin và tiến lên trong đức tin mỗi ngày. Tôi mong muốn nhìn thấy anh chị em đều là những người tự do, những con người khỏe mạnh, những con người được Chúa ban phước, những con người mà có thể ảnh hưởng tác động tích cực đến những người xung quanh mình, từ những người hàng xóm láng giềng cho đến những người trong đồng bào con thân tộc, cho đến những người trong các mối quan hệ làm ăn buôn bán của mình. Tôi ước ao nhìn thấy anh chị em là những con người như vậy. Tôi ước ao nhìn thấy anh chị em là những con người càng ngày càng tài năng, càng chuyên môn hơn, không phải là những con người vô dụng, những con người bất tài, những con người mà lúc nào người ta nhờ mình làm cái gì cũng nói không biết làm, không biết làm, biết làm. Tôi khao khát qua đời sống và chức vụ của mình, một ngày không xa tôi sẽ nhìn thấy những bác sĩ giỏi trong hội thánh, những kỹ sư giỏi trong hội thánh, những diễn viên thật là giỏi và cũng có đạo đức được, những ca sĩ hát thật là hay, hát những bài hát nhân văn, và những người thật sự yêu mến kính sợ Chúa. Tôi muốn nhìn thấy những doanh nhân thành đạt trong đường lối công chính của Chúa. Tôi muốn nhìn thấy những người thợ làm nghề, những người thợ mà bất cứ ai cũng muốn kêu họ đến để làm hết. Khi người ta bị hư ống nước, người ta sẽ nói là hãy kêu những cái người trong hội thánh HTS này đến làm. Khi người ta bị hư điện, người ta nói là hãy kêu những người thợ trong hội thánh HTS này đến làm, chắc chắn không bao giờ bị chặt chém, làm rất có trách nhiệm. Khi người ta muốn xây nhà, người ta sẽ nói hãy đến và gặp những kiến trúc sư trong hội thánh HTS, hãy đến và gặp những thầu xây dựng trong hội thánh HTS. Amen chứ? Khi người ta muốn ăn uống cái gì đó, người ta nói hãy đến với những người buôn bán thực phẩm trong hội thánh HTS. Amen anh chị. Anh chị muốn sống như vậy không? Amen. Hãy nói với người bên cạnh thằng tôi muốn sống một đời sống tốt đẹp. Rồi vậy thì cái người bên cạnh nói lại với người đó là nhưng mà phải yêu mến và kính sợ Chúa nha. Cảm ơn Chúa. Khi mà em Thái Bảo lần đầu tiên đến đây thì em vẫn còn là người nghiện, và chúng ta đã cầu nguyện cho em, rồi mục sư đã nắm bắt cơ hội để nói chuyện với em, làm công tác tư tưởng cho em. Và khi em trở về thì em lại bị bạn bè lôi kéo em trở về với cái môi trường của mình. Thì vài ngày sau tôi nghe tin không tốt, là Bảo không có muốn cai nghiện nữa, là nó muốn chơi tiếp á. Thì tôi có khích lệ anh chị em tiếp tục cầu nguyện, đúng không? Chúng ta tiếp tục cầu nguyện, chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Và rồi chúng ta nghe được tin tức tốt lành không lâu, đúng không? Một thời gian rất ngắn sau, chúng ta nghe tin tức tốt lành là Bảo đồng ý để cai nghiện và được đưa vào trung tâm cai nghiện Tin Lành ở tại Nhà Bè. Và sau đó tôi gặp Bảo,
cảm ơn Chúa, tôi gặp Bảo, tôi là diễn giả của ngày hôm đó. Tôi đến cái buổi nhóm đó và tôi thấy Bảo giữa vòng mọi người. Và Bảo không hề né tránh tôi. Bảo vừa thấy mục sư là Bảo rất là vui. Bảo tới chào sư rồi Bảo bắt đầu làm chứng lại. Một cái người như vậy đó mới tin Chúa chưa bao lâu. Vậy mà làm chứng. Mục sư ơi, em thấy trong này nó khác ở ngoài đời quá. Ở ngoài đời em bị chà đạp đủ thứ hết. Mà vô trong này á, em được mấy anh em yêu thương lắm. Mà mỗi khi mà lên cơn hay vật vả gì đó, thậm chí lúc nửa đêm là có mấy anh em toàn mấy ông xăm mình không à. Nhìn thì thấy ghê lắm, nhưng mà lòng người ta được biến đổi rồi. Đấm bóp, massage, ôm người này người kia thay phiên nhau. Để rồi Bảo vượt qua được từng cái cơn vật vả đó. Vừa cầu nguyện, vừa làm những gì có thể, tất cả phối hợp lại với nhau. 6 ngày sau là lúc tôi gặp Bảo. Tôi hỏi Bảo ơi, bây giờ em cảm thấy thế nào? Em có còn thèm thuốc gì không? Cái tư tưởng em có hướng về thuốc nữa không? Có những cái cảm giác thèm thuốc không? Bảo nói không một sức. Vì em chả nghĩ về thuốc luôn á. Em cũng không có cảm giác thèm thuốc gì hết. Mà tôi chứng kiến nó rất là ngoan hiền. Nó cùng với những cái ông xăm mình khác, mấy cái bạn xăm mình khác đi xuống rửa chén. Mọi người nhóm xong rồi ăn uống, còn mấy đứa tụi nó đi rửa chén. Bắt đầu học cái sự khiêm nhường, học cái sự phục vụ. Ngày xưa thì có thể đi ra nên ngang chửi thề, đánh lộn, đánh lạo, đánh chém hay là trộm cắp gì. Bây giờ ngoan vậy đó, ngồi rửa chén mà vừa rửa chén vừa cười nói vui vẻ nhau, chứ phải rửa chén mà hầm hầm đó. Cảm ơn Chúa. Rồi nghe được những câu chuyện, những cuộc đời khác được Chúa biến đổi. Cảm ơn Chúa. Và thậm chí có những người mà khi đã cai nghiện xong thì dân mình phục vụ Chúa bằng cách là phục vụ là những người bị nghiện. Thì anh chị em hãy hiểu là hầu hết những cái người mà phục vụ trong các trung tâm cai nghiện ngày xưa là những con nghiện. Và thậm chí là đã từng là đại ca hay là chị đại gì đó. Rồi bây giờ thì được Chúa biến đổi và bắt đầu phục vụ Chúa. Anh chị em thấy đó là một cái minh họa cho phần Kinh Thánh ngày hôm nay. Rất sống động. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Nó đã đến, nó làm cho cuộc đời những con người đó đã từng là những con nghiện như vậy đó. Họ vừa chơi thuốc mà họ vừa bán ma túy. Rồi có những người mà thần kinh bị phá hỏng luôn, đặc biệt là những cái người mà gọi là chơi ma túy đá, tức là những người mà bị ngáo đá, những người mà nói vui ngoài là đập đá. Những cái người đó thường đó là họ giống như bị thần kinh đó, là đưa vào đó rất là khó. Nhưng mà bởi đức tin và tình yêu thương của các tôi tới Chúa và những người phục vụ thì những con người đó cũng lần lượt được giải phóng. Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt. Nhưng mà Chúa Giêsu đã đến để ban cho chị, ban cho những người bằng lòng tin nhận Ngài, thật sự tin nhận Ngài được sự sống và sự sống sung mãn. Cảm ơn Chúa. Tất cả những ai thật sự tin Chúa trong căn phòng này, hãy chắc chắn rằng mình đã có sự sống của Chúa rồi. Amen. Nhưng có một điều chúng ta cần phải hướng tới, đó là sự sống sung mãn. Đó là cấp độ cao hơn, đó là cấp độ mà Cha Thiên Thượng đang mong đợi. Tôi có thể tưởng tượng rằng mỗi một ngày, mỗi một giây, mỗi một phút, Ngài đang dõi mắt theo chúng ta, Ngài trông đợi sự tiến bộ của chúng ta. Khi có ai đó bắt đầu đi đúng giờ trong sự thờ phượng, trong sự phục vụ, Chúa đang mỉm cười. Chứ không phải, không phải chỉ người lãnh đạo mỉm cười mà cũng Chúa đang mỉm cười. Khi Chúa nhìn thấy anh chị em dắt đưa thân hữu đến các buổi truyền giảng, Chúa đang mỉm cười. Khi Chúa nhìn thấy anh chị em đang làm chứng cho ai đó, Chúa đang mỉm cười. Khi mà Chúa nhìn thấy anh chị em hướng dẫn cho ai đó mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình, Ngài đang mỉm cười. Khi Ngài nhìn thấy anh chị em nhường cơm xẻ áo cho người khác, Ngài đang mỉm cười. Khi Ngài nhìn thấy anh chị em được chữa lành khỏi bệnh tật ốm đau, Ngài đang mỉm cười. Khi Ngài nhìn thấy anh chị em thay đổi tâm tánh, anh chị em xóa bỏ hận thù, xóa bỏ những sự cay đắng, những sự căm ghét, anh chị em bắt đầu tha thứ cho người khác, Chúa mỉm cười. Anh chị em đang càng ngày càng tiến gần hơn đến sự sống sung mãn. Sự sung mãn hay nói cách khác là sự sung mãn ở trong anh chị em càng ngày càng nhiều hơn, càng ngày càng đầy lên, cho đến một lúc nó tràn ra cho tất cả mọi người xung quanh. Khi anh chị em mở miệng ra, mọi người sẽ tin. Họ nói tôi tin ông này nói, bởi vì tôi đã thấy cách ông ấy sống. Tôi tin cái chị đó nói, bởi vì tôi thấy cách tốt đẹp mà chị ấy sống. Còn nếu chúng ta nói cái miệng mà chúng ta không sống như thế thì họ sẽ phỉ báng chúng ta và phỉ báng Chúa luôn. Họ nói toàn là cái bọn đạo đức giả, nói được mà không làm được, nói một đằng là một nẻo. Tôi ước ao rằng sứ điệp của tôi đem đến cho anh chị một khát vọng, một khát vọng tự do, một khát vọng được chữa lành, một khát vọng được Chúa biến đổi cuộc đời từ bên trong một cách tích cực, một khát vọng để có thể kinh nghiệm phước hạnh của Chúa tràn đầy, một khát vọng về một đời sống sung mãn, sự sống sung mãn. Amen chị em. Amen. Một ngày kia thế giới này sẽ nói về chúng ta như những con người thật sự nổi trội giữa cuộc đời. Nhưng mà những con người đó không hề kiêu ngạo,
những con người đó luôn khiêm nhường hạ mình và dâng vinh hiển cho Chúa. Khi có ai đó bước lên sân khấu được khán giả tung hô, người đó sẽ nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Sau khi hát xong, người đó nói, nếu có ai đó phỏng vấn tại sao bạn lại hay như vậy, người đó sẽ nói rằng Chúa đã ban cho tôi giọng hát và tôi hát những bài hát đẹp đẽ này để khích lệ những gì tích cực trong cuộc đời này. Tôi hát để đóng góp vào ích lợi của cộng đồng. Tôi xin dâng vinh hiển cho Chúa. Amen. Nếu có ai đó được thành công trong bất cứ lĩnh vực nào, người ta phỏng vấn mình thì nói là Chúa đã ban cho tôi năng lực đó, Chúa đã ban cho tôi tài năng đó. Tôi cảm ơn Chúa và tôi muốn dùng tất cả những điều này để phục vụ Chúa qua việc phục vụ cộng đồng. Amen. Hãy cùng nhau đứng lên để cầu nguyện đáp ứng sứ điệp này. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.